Tiếp theo, ở cái phần 4 của việc mà luyện trí nhớ tiếng Anh á, thì sẽ giới thiệu chung về các chuyên đề như sau. Bước 1 là chúng ta sẽ đọc và nghe, tức là hãy vừa nghe vừa đọc. Bài đọc sau, và sau khi nghe và đọc xong, bạn hãy cố gắng dịch bài đọc qua sang tiếng Việt. Ở đây mình không có đĩa, không quay, không đọc được. Vậy thì từ vựng các bạn cần nắm vững đó là các lĩnh vực gì đây, mình sẽ sơ thử. Technical, Technical là kỹ technical. thuật. Area này là các lĩnh vực, là khu vực, gọi là các lĩnh vực kỹ thuật. Nó tự chung lại là như thế. Từ từ để mình tạm dừng một lát, mình sẽ search mấy cái từ này để đọc lại. Tiếp theo, thì sau khi search xong rồi ấy, thì mình sẽ có là housing là nhà đất, river đây là trước đó, thì nó có ở các từ vựng mà cần nắm vững này, nó có ở trong cái bài đọc này. Đấy. Và sau khi mình search đây, housing nhà ở. Housing. Technology. Technology. Glitch. Glitch. Platform. Platform, nền tảng. Như thế thì ta xem đoạn này. Vì nó không có đĩa nghe, mình không có, mình bỏ quên cái đĩa nghe ở phòng trọ mình. Mình tạm thời nó như thế này. Đấy. Cấu trúc từ vựng còn nhớ đó là be, relate to là thường liên quan đến, both, vân vân, and, vân vân là cả, và in addition to cộng subject là ngoài ai cái gì, referency to cộng subject là việc nói đến, nhắc đến ai cái gì liên quan đến. Ở bước thứ hai là chúng ta sẽ nghe và dịch, là hãy đọc kỹ bài dịch và so sánh với câu tiếng Anh gốc để rèn luyện cách hiểu đúng nội dung tiếng Anh cho bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn hãy nghe lại bài này bằng tiếng Anh và xem phần lời dịch. Chú ý nền tảng tốt nhất để đọc nhanh, hiểu đúng và đưa ra chính xác trong bài thi đấy là đầy áp lực, đó là hiểu sâu và nắm chắc được nội dung từng chuyên đề. Hãy dành nhiều thời gian cho việc đọc và hiểu cặn kẽ từng câu trong bài đọc khi ôn luyện. Lý do người học ngoại ngữ nhanh quên là vì họ không thực sự hiểu nó. Khi mà bạn đã hiểu sâu, hiểu đúng từng câu, từng bài thì bạn sẽ không thể nào quên được. Đây. System is often relates to both the housing, nghĩa là chuyên đề này thường liên quan đến cả hai chuyên đề tài sản. Liên quan đến cả hai chuyên đề. Từ này mình không biết đọc, search thử nha. Nó nghĩa là đoàn thể đúng không? Liên quan đến chuyên đề này thường thường liên quan đến cả hai chuyên đề tài sản. This sum is often relate to both the housing. Đấy. Trong doanh nghiệp và chuyên đề sản xuất.
Probeti này mình cũng không biết luôn. Property, bất động sản. Đọc là gì hả? Property. 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 Đấy. Đấy thì property and là chuyên đề sản xuất trong bất động sản, trong vấn đề tài sản, trong doanh nghiệp và chuyên đề sản xuất bất động sản. Corporate và từ corporate kết hợp với property là cái chuyên đề tài sản, là chuyên đề bất động sản trong doanh nghiệp và chuyên đề sản xuất. Này nó có nói đến không? Housing là nhà đất này. Include là bao gồm này. Vấn đề tài sản không? Property là technology là công nghệ, đã nói rồi. Vậy nó không có nói đến phần này. Không có nói đến phần này. Vậy thì ta dịch, chúng ta phải hiểu. In addition to the item. Khả năng đọc tiếng Anh mình kém quá. Không đọc được từ này rồi. Có trên đây không? Technology là cái lĩnh vực, housing là nhà đất. Previous. Đây. Thì nó dịch đây. Nó dịch là ngoài hành những vật dụng đã được đề cập đến ở các chuyên đề trước đó. Previous này. Có từ previous trước đó. Item là là gì? Chuyên đề. Nó có nói đến chuyên đề ở phần này không? Không có nói. Xem thử nha. Chuyên đề này hạng mục Items. Items. Đây. Vậy thì tiếp theo là technology này, lĩnh vực kỹ thuật. Technology earlier này, có cụm từ technology earlier là các lĩnh vực kỹ thuật sẽ include Include. Đấy. Là những chuyên đề tiếp đến cho các vấn đề liên quan đến phòng thí nghiệm laboratory ES này. Đấy, nó là đâu? Đây này, có đây. Phòng thí nghiệm. Ra cái đọc nha. Đấy. Laboratory.
Laboratory. Laboratory. Đó là phòng thí nghiệm. Cụm từ này nó là nhân viên kỹ thuật, thiết bị chuyên dụng vân vân. Từ vựng thông dụng là comment. Mình đọc không đúng nên mình sẽ tra. Đây là tài liệu mà lần đầu tiên mình đọc cho nên mình Comment. Chung. Từ này nghĩa là từ vựng mình gặp nhiều rồi. Nhà khoa học. Ở đây nó có những cái từ này. Nếu mà giả sử như là mình đã biết hết rồi, mà nắm rõ rồi, rõ hết cái từ này rồi, đây. Scientist. Nhà khoa học. Đấy. Lúc trong mặt quá. Scientist. Nhà khoa học. Các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm. Như bài này đã nói rồi. Lab technician là phòng thí nghiệm. Bình hữu nghiệp flask và ống nghiệm test tube. Đấy. Người ta dịch ra. Quét dọn, spot, scan dọn dẹp, không scan dọn dẹp, bớt, ra từ này nha. Từ này là thân từ trừng thanh lọc. Purge. Đấy, thanh trừng thanh lọc dọn nhà dọn dẹp. Report là khởi động. Từ này được gặp rất nhiều trong bên mà mấy nhân viên kỹ thuật phần mềm hoặc là các bạn học thuật viên phần mềm công nghệ thông tin gọi từ này. Đấy. Bước thứ ba là chúng ta sẽ chơi trò chơi tư duy, tức là chúng ta hãy nói to những cụm từ tiếng Việt trong đoạn văn dưới đây. Thằng tiếng Anh như vậy những gì bạn đã đọc ở trang trước. Bạn phải đảm bảo rằng là bạn phải nói to đấy. Nếu mà bạn nói thầm rồi chỉ nhìn bằng mắt rồi suy nghĩ thôi, thì bạn sẽ không bao giờ đạt đến tiến bộ nào đáng kể đâu. This thường liên quan đến Ford, Tyler, Housing. Thường liên quan đến là từ nào? Mình cũng mới đọc lần đầu, mình không biết được cái từ vựng này. Thì thường liên quan đến là từ vựng thường liên quan đến là the open greatest related. Đây, bài này con đọc sai rồi. The open related. Đây, thường liên quan đến E open related for the housing. Tiếp đến là bên cạnh the item direct the các chuyên đề trước đó, bên cạnh và các chuyên đề trước đó. Từ mà mình cần quan tâm là bên cạnh. Có từ bên cạnh không? Không, không hề có từ này. Bên cạnh là khi nào? In addition. Bên cạnh ngoài ra này, từ này nó nghĩa thế. In addition. Đấy.
to the item described in previous. Như vậy thì cái từ mà ban nãy á, nước nó hơi chóng mặt, cái từ ban nãy á chính là introduction và the item described in các chuyên đề trước đó. Bây giờ tiếp theo là chúng ta tra cái các chuyên đề trước đó, đúng không? Các chuyên đề trước đó chính là in the previous term. Chúng ta cần phải tra từ nào mà các từ từ dâm này mình chưa biết nhưng mình tra thử nhé. Xem là chủ đề nó giống như từ item ban nãy. Themes. Theme. Themes. Theme. Themes. Theme thì không phải là dâm. Rồi ok. Vậy thì mình cứ từ từ mình tra cái từ đó. Và sau khi tra thì mục đích mình tra là để cho mình biết mình đã thuộc những từ ban nãy rồi. Bây giờ là tiếp đến mình tra cái từ tiếng Việt này để dò lại từ tiếng Anh bên kia. Answer tức là phần trả lời này thường liên quan đến là ý open react to, bên cạnh là in a addition addition to. Ban nãy mình quên cái to sẽ bao gồm là will. Từ này đọc là gì nào? Include. Will include là sẽ bao gồm các phòng thí nghiệm là. Từ này mình đã đọc rồi, bạn đã đọc rồi. Thường thì là more than maybe. Lỗi kỹ thuật là. Sự cố trục trặc. Malfunction. Như vậy ta tra này. Ta tra này để mình thu nhỏ lại cho chị xem. Như vậy thì ta tra xem này. Zip item thường liên quan đến là e open relax. Khi mà bạn làm cái đấy, bạn chép cái này vào. Cái này bỏ riêng cái giấy và cái phần answer và bỏ riêng ra. Sau khi mà bạn xem là bạn cho sẵn từ ngược rồi ấy, bắt đầu bạn luyện tập với việc là kết hợp là ví dụ như bạn đọc gì thôi exam tới chỗ thường liên quan đến thì bạn bắt đầu bạn viết tiếng Anh ra, bạn đọc lên trên một tờ giấy nào đó, nhưng mà đừng xem đáp án trước nhé. Rồi sau đó sau khi làm xong rồi tra bán xem thử như thế nào. Bên cạnh gì item đi left side là bên cạnh chính là in addition to đấy. In các chuyên đề trước đó là the previous term exam. Đâu từ đó ban nãy mình đọc có mất rồi. Đặc dân nhất Jim mới sao? Themes. Đúng rồi, Jim. Đấy. Rồi các bạn cứ làm lần lượt như thế. Sau đó là bước tiếp theo là chúng ta sẽ nghe và luyện trí nhớ. Ở phần này thì mình sẽ nói sau. Và bạn làm như thế là đã khá ổn rồi, với ba bước thực hành. Như vậy việc mà chúng ta các vấn đề kỹ thuật của chúng ta cần làm ấy là mình đã biết được phương pháp, thì bây giờ mình sẽ quan tâm chú trọng đến kỹ thuật. Đó là bước thứ nhất là chúng ta sẽ vừa nghe vừa đọc bài sau. Chúng ta ví dụ như đọc một bài tiếng Anh nào đó thì hãy nghe bài đọc đó.
vừa nghe vừa đọc. Sau khi nghe đọc xong thì cố gắng dịch nó ra tiếng Việt. Dịch bằng cách là chúng ta phần này chúng ta có thể lấy từ vựng, lấy từ điển tra ra, phần nào không biết thì ghi vào giấy đấy, rồi chúng ta quan tâm đến cấu trúc liên quan đến bài tập đó. Bước thứ hai là nghe và dịch. Chúng ta hãy đọc kỹ bài dịch, ví dụ kiếm sách tham khảo hay là nhờ bạn bè trên Facebook hay là trên Zalo, giảng viên giáo viên để dịch cho chúng ta. Sau đó so sánh với tiếng Anh gốc để rèn luyện cách hiểu đúng nội dung tiếng Anh cho bạn. Và bạn phải vừa nghe lại bài này bằng tiếng Anh và vừa xem phần dịch, như thế nó sẽ hiệu quả hơn. Ở đây mình không, vì mình không có CD, ngặt là không có CD như đây, nó mệt. Ở phần chính giữa này mình chưa dịch thì các bạn cố gắng dịch. Và bước thứ ba, chúng ta chơi trò chơi tư duy, chúng ta nó to các cụm từ bằng tiếng Việt trong đoạn như đây, tức là thường liên quan đến đấy, mà nó to từ cụm từ này lên như đây, và dựa vào những gì mà mình đã đọc được ở trang trước, tức là bạn quay lại cái bài một này, bạn đọc rồi this item he opened three left two, thì tới chỗ đoạn này this item thường liên quan đến pop the housing, rồi sau đó bạn đọc các cụm từ đằng sau, rồi tiếp đến là bên cạnh to the item disciple, cái này là nghĩa gì nào, nhưng mình quên mất rồi. Được đề cập các chuyên đề trước đó thì bạn kết hợp với mục một đó, bạn này nó to như thế. Và ở phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu cách nghe và luyện trí nhớ. Buổi nhật ký học tập rèn luyện bằng siêu trí nhớ đối với môn tiếng Anh, đối với TOEIC, đến đây là kết thúc.